Thưa quý vị, phát triển đảng viên mới, đặc biệt là đảng viên trẻ, đảng viên trong đối tượng là học sinh, sinh viên là nhiệm vụ lớn của tổ chức đảng, tổ chức đoàn. Phát triển đảng trong đối tượng học sinh, sinh viên trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn cầu hóa như hiện nay lại càng quan trọng. Theo đó, vài năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên tại Đồng Nai đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trường Trung học Phổ thông Long Khánh từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 10 đảng viên mới, tất cả đều là học sinh lớp 12. Đây cũng là đơn vị nổi bật nhất, là điểm sáng của toàn tỉnh trong công tác phát triển đảng từ học sinh gần 15 năm qua. Để đạt được và duy trì kết quả đó, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của đảng về vấn đề này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh thông qua mô hình câu lạc bộ công dân trẻ. Bên cạnh đó tiếp tục đổi mới các mô hình nhằm thu hút, truyền cảm hứng, bồi đắp lý tưởng cho học sinh để các em tự nguyện nỗ lực đứng vào hàng ngũ của đảng. Trường Trung học Phổ thông Long Khánh thì đã được phát triển từ năm 2008. Từ khi thành lập đảng bộ đến nay, cái tổng số đảng viên phát triển được đó là đến bây giờ là 138 đảng viên học sinh của khối 12. Thì để làm được cái điều đó thì thứ nhất là đối với đảng bộ thì phải tập trung theo cái sự chỉ đạo và hướng dẫn cấp trên, phải là xây dựng các cái mô hình. Với khối cao đẳng đại học nổi bật trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên và kể đến trường Đại học Đồng Nai, tính từ năm 2022 đến nay, nhà trường luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Riêng 9 tháng năm 2024 này, nhà trường đã phát triển đảng được 23 trên 26 sinh viên, vượt 153% chỉ tiêu năm. Bên cạnh thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng phát triển đảng là sinh viên, đoàn viên, đảng bộ nhà trường còn có một chi bộ sinh viên để các đảng viên là sinh viên sau khi được kết nạp có môi trường thuận lợi hơn để sinh hoạt và phát triển. Có thể có những cái trường thì sau sinh viên ở cái khoa nào, ví dụ các cái khoa đều có chi bộ, thì sinh viên được giới thiệu phát triển đảng ở chi bộ đó thì sẽ sinh hoạt ở đó. Nhưng mà nó có cái bất tiện là giữa sinh viên và giáo viên có những nhiệm vụ khác nhau. Do đó thì ở trường Đại học Đồng Nai là thành lập cái chi bộ sinh viên này cũng rất lâu rồi. Đó là đặc thù để cho các bạn sinh viên mà là đảng viên thì sinh hoạt ở chi bộ sinh viên cho nó phù hợp với cái nhiệm vụ của sinh viên. Hiện nay là khoảng trên 20 đảng viên. Phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên tại Đồng Nai những năm qua cũng gặp một số khó khăn vướng mắc. Tuy nhiên với sự quan tâm đúng mức của đảng bộ tỉnh cũng như phía các nhà trường và tỉnh đoàn, công tác này đã có nhiều khởi sắc. Bên cạnh cái việc đáp ứng và chăm lo quyền lợi chính đáng của đoàn viên thanh niên thì còn một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là phải bồi dưỡng, giáo dục và định hướng họ theo đảng. Thì đó là cái trách nhiệm của tổ chức đoàn. Giúp đỡ được một quần chúng trở thành đảng viên không đơn giản đâu. Không phải tự để họ chín cây rồi mình hái đâu. Mà mình phải chăm bón phân cho họ, tưới tắm cho họ, bắt sâu cho họ để họ trở thành một trái chín. Phải nỗ lực từ ba phía. Tổ chức đoàn phải nỗ lực, tổ chức đảng phải nỗ lực và bản thân cái đồng chí đoàn viên ưu tú đó phải nỗ lực thì mới ra được cái sản phẩm là đảng viên trẻ. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục quyết liệt thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi đảng những trường hợp không đủ tư cách, đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện những hạt giống đỏ cho đảng.